Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1960, ngày 20 tháng 12 năm 2020, ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống 60 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Sự họp mặt có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Cuộc họp mặt là dịp để ôn lại quá trình thành lập, hoạt động gian khổ nhưng rất vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. Từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 20 tháng 12 năm 1960 đến ngày Đại thắng Giải phóng Sài Gòn, Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975 là chặng đường 15 năm trong kỳ tích Đại thắng mùa xuân đó của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta có vai trò hết sức to lớn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một trong những mốc son chói lọi nhất, tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua.